Trong phần số 2 chúng ta sẽ đến với việc phân loại dữ liệu theo các tiêu chí nhất định. Sau khi đã thu thập được dữ liệu rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phân loại các dữ liệu đó để thuận tiện cho việc thống kê. Ở trong hỏi chấm 1, thầy có tình huống là bạn đô thu thập thông tin từ niên giám thống kê năm 2020. Về số lượng các tỉnh thành phố thuộc các vùng kinh tế xã hội của nước ta trong năm 2020 thu được kết quả như sau. 6 vùng kinh tế xã hội đó là đồng bằng sông Hồng này, Trung Du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Số lượng các tỉnh thành phố thuộc các vùng kinh tế đó lần lượt là 11, 14, 14, 5, 6 và 13. Vậy câu hỏi là các bạn hãy phân loại các dữ liệu đó theo hai tiêu chí. Tiêu chí thứ nhất, các dữ liệu là số hay ta còn gọi là số liệu. Tiêu chí thứ hai là các dữ liệu không là số. Thì các bạn dễ dàng phân loại được, 6 vùng kinh tế được kể tên ở đây là các dữ liệu không là số. Còn lại 11, 14, 5, 6, 13 là các dữ liệu số. Như vậy chúng ta sẽ phân loại dữ liệu thành hai loại việc sắp xếp thông tin theo những tiêu chí nhất định chính là việc phân loại dữ liệu và dựa trên tiêu chí định tính định lượng ta sẽ phân loại các dữ liệu thành hai loại tương ứng bây giờ cụ thể hơn này với dữ liệu định lượng thì ta sẽ biểu diễn bằng các số thực dữ liệu định tính thì biểu diễn bằng từ chữ cái hoặc ký hiệu Vậy là cứ biểu diễn vào số thực thì ta hiểu là định lượng. Còn bằng từ bằng chữ bằng ngôn ngữ đó, thì là các dữ liệu định tính. Chi tiết hơn với hai loại dữ liệu này. Trong dữ liệu định lượng, ta chia nhỏ thành loại rời rạc là dữ liệu chỉ nhận hữu hạn giá trị hoặc biểu thị số đếm. Thay lấy ví dụ cỡ giày thì cỡ giày người lớn thường là 36 37 38, vân vân cho đến 42 43 chúng ta chỉ có hữu hạn giá trị thôi. Hay số học sinh trong lớp thì cũng có giới hạn, ví dụ trong một lớp thì không vượt quá khoảng 4-50 học sinh. Số ngày công cũng như vậy, một tháng có tối đa 31 ngày thì số ngày công cũng không thể vượt quá 31. Các số đếm, các giá trị hữu hạn là dữ liệu định lượng thuộc loại rời rạc. Loại thứ hai là liên tục. Loại liên tục là dữ liệu có thể nhận mọi giá trị trong một khoảng nào đó. Ví dụ như chiều dài, khối lượng, thu nhập hay thời gian. Khối lượng, ví dụ như cân nặng của các bạn trong lớp, nằm trong khoảng từ 20 đến 40 chẳng hạn, thì có thể nhận bất cứ một giá trị nào trong khoảng đó. Có thể là 30, 30,1, 30,15, 30,25, vân vân. Thời gian cũng tương tự. Như vậy, loại rời rạc thông thường chúng ta sẽ quen thuộc với các số tự nhiên, các số đếm. Còn liên tục thì có thể nhận các giá trị là các số thập phân, vân vân. Miễn là nằm trong một khoảng nào đó. Lát nữa chúng ta sẽ phân biệt hai loại này ở trong các ví dụ cụ thể. Tiếp theo, thầy sẽ phân loại dữ liệu định tính thành dữ liệu định danh là dữ liệu thể hiện cách gọi tên, ví dụ như là giới tính, nam, nữ, màu sắc, xanh đỏ tím vàng, nơi ở, nơi sinh, vân vân. Dữ liệu định tính thứ hai là biểu thị thứ bậc, tức là dữ liệu định tính mà thể hiện được sự hơn kém, có thể so sánh sắp xếp. Ví dụ như là mức độ hài lòng, chưa hài lòng, bình thường, hài lòng và rất hài lòng, vân vân. Trình độ tay nghề, ví dụ như là nghiệp dư, chuyên nghiệp, thông thạo, vân vân, hoặc là khối lớp Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào các ví dụ cụ thể để phân loại được các loại dữ liệu này. Hỏi chấm 2 thầy cho các loại dữ liệu. Môn thể thao yêu thích của một số bạn trong lớp 8C là bóng đá, cầu lông, bóng truyền, vân vân. Thứ hai, chiều cao tính theo cm của một số bạn lớp 8D là 152,7, 148,5. 160,2 vân vân. Dữ liệu thứ ba là xếp loại học tập một số bạn trong lớp 8B là tốt, chưa đạt, đạt hoặc khá, vân vân. Thứ tư là điểm kiểm tra môn toán của một số bạn trong lớp 8A là 5, 10, 8, 4, vân vân. Cuối cùng là trình độ tay nghề của các công nhân trong phân xưởng E gồm có bậc 1, bậc 2 cho đến bậc 7. Khi yêu cầu các bạn tìm cho thầy dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng ở trong các dữ liệu trên. Định tính thầy sẽ thể hiện bằng màu xanh, định lượng là màu đỏ nhé. Bây giờ cứ các dữ liệu nào là số thì thầy cho đó là dữ liệu định lượng. Trong đó ta có chiều cao, điểm và trình độ tay nghề theo các bậc, đó là ba dữ liệu định lượng. Còn lại môn thể thao yêu thích và xếp loại học tập là các dữ liệu định tính bây giờ tập trung vào các dữ liệu định tính vừa tìm được thì dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém chính xác rồi chỉ có dữ liệu xếp loại học tập là có thể so sánh hơn kém các môn bóng đá cầu lông bóng truyền thì chúng ta không thể so sánh không thể sắp xếp chúng được còn các mức độ như chưa đạt khá, đạt và tốt, chúng ta hoàn toàn có thể so sánh. Vậy thì dữ liệu xếp loại học tập sẽ ứng với loại biểu thị thứ bậc. Còn môn thể thao yêu thích là dữ liệu định tính thuộc loại định danh. Và tương tự như hỏi chấm 2, hỏi chấm 3 thầy cũng có các yêu cầu như thế. Cho các loại dữ liệu là danh sách một số loại trái cây, gồm có cam, xoài, mít vân vân. Khối lượng tính theo gam của một số trái cây là 240, 320 hoặc 1200, vân vân. Độ chín của trái cây. Hàm lượng vitamin C tính theo mg và mức độ tươi ngon của trái cây. Thì các bạn tìm cho thầy dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng trong các dữ liệu đã cho nhé. Chính xác rồi, màu xanh vẫn thể hiện cho định tính ta có danh sách một số loại trái cây, độ chín và mức độ tươi ngon đều thể hiện bằng các từ, cụm từ. Còn lại khối lượng và hàm lượng vitamin C được thể hiện bằng các số, đó là các dữ liệu định lượng. Bây giờ tập trung vào các dữ liệu định tính này. Dữ liệu nào có thể so sánh hơn kém trong 3 dữ liệu định tính vừa tìm? Chính xác rồi, Cam xoài mít thì độc lập với nhau, chúng không thể so sánh hơn kém được. Còn độ chín và mức độ tươi ngon thì chúng ta có thể sắp xếp. Có thể là còn xanh, hơi chín, vừa chín cho đến rất chín. Mức độ tươi ngon có thể loại 1 đến loại 2 đến loại 3. Do đó, hai dữ liệu này là các dữ liệu định tính thuộc loại biểu thị thứ bậc. Còn lại danh sách một số loại cây là dữ liệu định tính thuộc loại định danh. Còn với các dữ liệu định lượng, dữ liệu nào là rời rạc và vì sao? Cả khối lượng và hàm lượng vitamin C đều là các dữ liệu liên tục bởi vì chúng có thể nhận bất cứ một giá trị nào trong một khoảng nhất định. Trong phần số 3, chúng ta sẽ đến với tính hợp lý của dữ liệu